Mến chào quý vị và các bạn. Thì Vân rất vui khi lại được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất để quý vị có những phút giây thực sự thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những thông tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, một trận động đất rất mạnh được báo cáo vào đêm muộn tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Nhà cửa bị sập và người dân bị mắc kẹt. Theo truyền thông chính thức cho biết, có 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một người dân ở Tứ Xuyên cho biết vào lúc 10 giờ 55 tối ngày thứ Năm, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, với độ sâu tiêu cự là 16 km. Đây là một trận động đất cực nông, chiếc đèn chùm trên trần nhà lắc lư. Anh cuộn chăn vội vàng gọi điện thoại cho gia đình, nhưng may mắn người thân trong gia đình anh vẫn ổn. Mạng lưới động đất Trung Quốc Xi Hằng Xi đã xác định rằng vào lúc 7 giờ 34 hôm thứ Sáu, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên với độ sâu tiêu cự là 17 km. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, từ tối ngày thứ Năm đến 8 giờ 30 sáng ngày thứ Sáu, 65 cơn dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó, cơn dư chấn lớn nhất có cường độ 5,3 độ Richter khiến cho các tòa nhà bị sập ở thị trấn Mai Tông và thị trấn Soang Hè. Tính đến 8 giờ 30 ngày thứ Sáu, xác định có 12 người chết, 125 người bị thương. Hàng hóa trong siêu thị rơi xuống sàn nhà xuất hiện những vết nứt lớn. Ngoài ra, khi trận động đất xảy ra thì nhiều sinh viên của trường Đại học Trùng Khánh ở Trùng Khánh, nằm cạnh Tứ Xuyên, đã vội vã rời khỏi ký túc xá của họ. Tuy nhiên, có thể thấy nhiều bài viết thảo luận trên Weibo nói rằng khi trận động đất xảy ra, các sinh viên trong ký túc xá phải trải qua nhận dạng khuôn mặt từng người một. Có thể thấy trong hình ảnh, nhiều học sinh đang đứng ở phía bên kia cổng, khiến các sinh viên cảm thấy khá vô lý và chỉ trích sự chậm trễ trong thời gian sơ tán. Vào lúc 13 giờ 21 phút giờ Đài Bắc, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Kim Khẩu Hà, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Tâm chấn nằm gần thành phố Nga Mi Sơn với độ sâu tiêu cự là 14 km. Mặc dù quan chức này tuyên bố rằng chưa nhận được báo cáo về thương vong hay thiệt hại, cũng như không có hình ảnh nào được truyền thông địa phương công bố. Ở thành phố Lạc Sơn, trận động đất rung lắc kéo dài ít nhất 10 giây, có vài ba tiếng la hét ở khắp mọi nơi, bao gồm cả thành phố Lạc Sơn, thành đô Nghi Tân. Trận động đất đã được cảm nhận rất rõ ràng. Nếu có bất kỳ tin tức nào về thương vong tiếp theo, chúng tôi sẽ theo dõi và báo cáo cho quý vị và các bạn. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng, nhiều nơi ở Trung Quốc đã trải qua thời tiết khắc nghiệt trong nhiều ngày, ít nhất 20 tỉnh có mưa lớn. Cuối tuần vừa qua, Tứ Xuyên lại tiếp tục có mưa xối xả và đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi, trong đó Quixian County, Dazihao County và thị trấn khác ở Dazihao cũng bị lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, người dân địa phương tiết lộ rằng hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, nhiều hồ chứa xả lũ mà không có cảnh báo trước, người dân không có thời gian để thoát thân vào lúc nửa đêm. Được biết, một số thị trấn ở quận Quixian, quận Dajihu và những nơi khác ở Dazihao đã trải qua mưa bão lớn và lũ lụt tồi tệ nhất từ trước tới nay. Video từ hiện trường cho thấy cả con phố bị ngập trong dòng nước lũ, một số người la hét. Hết rồi, một số người vật lộn để sống sót trong nước lũ và tất cả các cửa hàng ở tầng 1 đều bị nhấn chìm trong nước. Nước ở thị trấn Tusi, huyện Quxian dâng cao cuồn cuộn, một số người suýt bị lũ cuốn trôi nhưng được cứu sống kịp thời. Nhiều phương tiện bị ngập trong nước. Những người được hỏi tại khu vực bị lũ lụt ở Dazihao tiết lộ rằng một số hồ chứa xả lũ cùng lúc mà không có cảnh báo trước. Ít nhất hàng chục thị trấn trong khu vực đã bị ngập lụt với khoảng 1 triệu người bị ảnh hưởng. Một số người đã bị lũ cuốn trôi và cuộc sống của họ không biết sẽ ra sao. Ông Xiang, chủ cửa hàng ở thị trấn Sanban, huyện Quixian, thành phố Dazihao cho biết trời mưa to, hồ chứa đang xả lũ và tôi ngủ thiếp đi 1 giờ đêm. Khi lũ đến, mọi người không kịp chạy để tránh lũ. Lũ lụt khủng khiếp quá, thiệt hại rất nặng nề và những ngôi nhà bị ngập sâu trong nước hơn 2 mét, hàng hóa, đồ dùng và tất cả mọi thứ đều bị nước lũ cuốn trôi không còn gì cả. Nước đã rút nhưng con đường đều bị hư hỏng, nước, điện và thông tin liên lạc đều ngừng hoạt động. Vào ngày hôm qua tại khu vực của Dajihu, hướng nhà máy chế biến rượu gạo Suehua về thị trấn Sihe, Quinshui và Miaoba bị ngập lụt nghiêm trọng và giao thông không thể đi lại được. Một chủ cửa hàng ở Dajihu County, Dazihao cho biết có một hồ chứa ở đây xả lũ nhưng không thông báo. Tại Miaoba, Quinshui ở phía Suehua, nơi này lũ lụt nghiêm trọng hơn và hôm qua nước dâng rất cao. Một số vùng nông thôn tình trạng nghiêm trọng hơn do lưu lượng nước về quá lớn, có nhà bị sập. Hôm nay trời không mưa nên lũ đã rút. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, trong 2 ngày qua có mưa lớn ở phía đông và phía nam của Tứ Xuyên. Tính đến 13 giờ ngày hôm qua, 121.600 người ở 6 thành phố Luzhihao, Mianzang, Nanchong, Dazihao, Ba Xi và Ganji đã bị ảnh hưởng. Vào ngày hôm qua, một số chuyến tàu và chuyến bay ở thành phố Dazihao buộc phải tạm ngừng hoạt động. Thưa quý vị, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những trận mưa xối xả kéo theo dài ngày đã ập đến phía tây nam của Trung Quốc và gây ra lũ quét, ngập lụt. nhà cửa và khu vực. Riêng tại tỉnh Tứ Xuyên, hàng chục nghìn cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa và hàng trăm nghìn người khác bị ảnh hưởng. Hôm thứ Bảy, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát đi hình ảnh hàng chục nghìn người dân Trùng Khánh sơ tán với sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ bằng thuyền, đồng thời cho biết lượng mưa ở Trùng Khánh lên tới gần 220mm trong 30 giờ, một kỷ lục mới kể từ năm 1958. Tại tỉnh Tứ Xuyên lân cận, hơn 62.600 người buộc phải rời bỏ nhà cửa, hơn 656.600 người bị ảnh hưởng và hơn 8.500 ngôi nhà bị lũ lụt và lở đất phá hủy. Truyền thông địa phương đưa tin tổng thiệt hại khoảng 3,2 triệu USD. Kể từ thứ Năm tuần trước, nhiều thành phố ở Tây Nam của Trung Quốc lần lượt hứng chịu lượng mưa lớn. Tại thị trấn Sihe, huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, một số con đường đã bị phá hủy và nguồn cung cấp điện và nước bị cắt. Theo các phương tiện truyền thông chính thức cho biết, cư dân của 16 quận và thành phố đã bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, trong khi Đài Loan đang nghiêm ngặt đề phòng mưa bão bao quanh, thì gần đây lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Giang Tây, Hồ Nam, Chiết Giang và những nơi khác ở Trung Quốc. Các thị trấn bị tàn phá nặng nề, một số người nói rằng chính phủ đã không thông báo đầy đủ về việc xả lũ và hơn chục người đã bị chết đuối. Họ tức giận cáo buộc chính quyền và các phương tiện truyền thông đã không thông báo trước khi xả lũ để người dân tránh lũ kịp thời. Theo các nguồn tin chính thức, do ảnh hưởng của mưa lớn kể từ đầu mùa lũ, 377 con sông ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo, gần 80 các con sông so với số lượng con sông vượt mức cảnh báo trong cùng thời kỳ năm 1998. Gần đây mưa lớn đã đổ xuống Quảng Tây, Hồ Nam, An Huy, Quý Châu và những nơi khác, và lũ lụt số 3 năm nay đã xảy ra ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Trong số đó, sông Tương Giang, sông Mẹ ở Hồ Nam nhiều nơi đã bị vỡ đê vào tuần trước. Thị trấn Li Gia Li, thị trấn Xia Liu trên sông Tương Giang, đoạn hồ Tào Gia của thị trấn bị vỡ đê. Làng Xiang Sun, đoạn kè sông Tương Giang ở Hồ Nam bị vỡ. Vào hôm Chủ nhật, một vết nứt dài 30m đã xuất hiện ở làng Zihao Linh, quận Ru Cao, thành phố Chu Châu. Ông Li, người dân Chu Châu, Hồ Nam cho biết, mấy hôm trước lũ lên rất nhanh, đoạn đê của sông Tương Giang bị vỡ và đang được vá đê, nhưng hiện vẫn chưa xong. Người dân bên cạnh đê đã bị ngập lụt. Có một con sông ở dưới Chu Châu thuộc thành phố Li Linh, bờ đê này cũng đang bị vỡ. Có thông tin cho rằng có khoảng hơn chục người đã chết. Chính phủ và các phương tiện truyền thông chỉ nói những điều tốt, không phải là những điều xấu. Đó là tất cả những lời dối trá và lừa dối người dân. Được biết, người dân ở vùng thiên tai đang thảo luận về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do hồ chướng thượng nguồn xả lũ gây ra, nhưng chính phủ và các phương tiện truyền thông chính thức đã báo cáo sai sự thật. Lũ lụt ở nhiều nơi không được đưa tin. Ông Tan, một người dân ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đã nói, hóa ra khi đập Tam Hiệp được xây dựng, người ta nói rằng nó có thể chịu được lũ lụt nghiêm trọng. Sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng để đảm bảo sức mạnh của con đập, khi lũ đến và muốn xả lũ thì lũ lụt càng nghiêm trọng hơn. Truyền thông chính thức không đưa tin về lũ lụt ở nhiều nơi, nhưng họ làm như vậy sẽ mất lòng dân. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Trường Sa vào ngày hôm qua, báo cáo mới nhất từ Cục Khảo sát Tài nguyên nước và Thủy văn Trường Sa cho biết, tính đến 11 giờ ngày hôm qua, Chu Châu, Tương Đàm và Trường Sa vẫn ở trên mức nước cảnh báo và dòng chính của sông Tương Giang phía trên Hoành Sơn đã rút khỏi mức nước cảnh báo. Đài quan sát khí tượng tỉnh dự báo ở Hồ Nam vẫn có mưa trong vài ngày tới nhưng sẽ yếu đi đáng kể. Kính thưa quý vị khán giả, mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ quét tại Tứ Xuyên và Cam Túc của Trung Quốc. Được biết, 12 người đã thiệt mạng và 12 người mất tích tại hai nơi. Theo báo cáo tổng hợp của phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn bắt đầu vào tối ngày thứ Năm ở phía tây của huyện tự trị Bai Chuan, Quy An, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Từ sáng sớm ngày thứ Năm đến 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, lượng mưa đo được là 110mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở thị trấn Quinh Bi An và thị trấn Ba Xi ở thượng nguồn, đỉnh lũ sông Quinh Bi An và Quxian đã hội tụ và chồng lên nhau ở thị trấn Ba Xi, làm cho 22.300 người ở 13 thị trấn và địa phương bị ảnh hưởng, ít nhất 6 người chết và 12 người mất tích. Cùng lúc đó, tại thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc của Trung Quốc cũng đã xảy ra thảm họa do mưa lớn. Được biết, đã có 6 người thiệt mạng và 3.000 người phải sơ tán, gấp đôi so với lượng mưa trung bình hàng tháng. Một số chuyên gia cho rằng, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, không khí ấm lên có thể tích trữ nhiều hơi ẩm hơn. Khi năng lượng được giải phóng sẽ gây mưa lớn, nên sẽ càng ngày có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự. Giới chức Trung Quốc chỉ ra rằng, trận lũ số 3 của sông Hoàng Hà năm nay hình thành ở trung lưu của sông và đổ về hạ lưu hôm thứ Năm. Hôm nay đo được dòng chảy lớn nhất trong 42 năm qua khi đi qua Hà Nam. Sau khi quan sát, người ta thấy rằng đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979. Lưu lượng dòng chảy lên tới 8.360 mét khối trên giây, vì vậy các quan chức đã khẩn trương dốc toàn lực để xả lũ. Dựa trên báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, báo cáo lũ lụt của Bộ Tài nguyên Đức Trung Quốc cho thấy, do dòng chảy của sông Soang Hè và nhánh phía bắc của sông Hoàng Hà gia tăng, dòng chảy của trạm thủy văn Tông Guan ở giữa cửa sông Hoàng Hà đã tăng lên 5.090 mét mỗi giây vào lúc 11 giờ đêm ngày thứ Năm, là trận lũ số 3 ở sông Hoàng Hà năm nay. Khi lũ tiếp tục tiến về hạ lưu, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng cho đoạn sông ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam vào ngày thứ Sáu, cao hơn 11.000 mét khối mỗi giây. Lũ lụt khiến hồ chứa Tam Môn Hạ phải khẩn cấp mở toàn bộ 26 cửa để xả lũ. Các quan chức Samensia cho biết, dòng chảy từ trung tâm của thượng lưu sông Hoàng Hà tiếp tục ở mức cao. Dự kiến dòng nước lớn như vậy sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn phòng chống lũ, mục tiêu phòng chống lũ năm nay sẽ tiếp tục được giám sát. hiện chưa công bố thiệt hại hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.